Hàng ngày, chúng ta vẫn tồn tại trong thế giới tràn ngập âm thanh. Nhưng chúng ta thường không coi những âm thanh đó là âm nhạc. Nhưng nếu để ý kỹ, nó thực sự rất thú vị. Những thanh âm ấy là giai điệu của tự nhiên. Và tôi thực sự muốn đưa những gì gần gũi vào trong âm nhạc của bản thân. Ryuichi Sakamoto. Ngày 28 tháng 3 vừa qua, Ryuichi Sakamoto qua đời. Có lẽ các bạn đều lạ lẫm với cái tên này, bởi ông không hề nổi danh trong nền âm nhạc đại chúng. Tuy nhiên, nếu như bạn sống ở Nhật vào những năm 1980, thì đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Đối với người Nhật, ông là người tiên phong làm mới nền âm nhạc, gần như là người đầu tiên sử dụng các công nghệ điện tử tiên tiến để tạo ra âm thanh mới, áp dụng không giới hạn một thể loại nhạc cụ thể. Nhưng phải cho tới khi kiệt tác điện ảnh The Last Emperor ra mắt năm 1987, tài năng của Ryuichi mới được công chúng trên toàn thế giới ghi nhận. Bằng chứng là bộ phim đã đạt giải âm nhạc xuất sắc nhất trong lễ trao giải của Viện Hàn Lâm năm 1987, cũng như nhạc phim xuất sắc nhất của giải Grammy năm 1989. Vẫn còn đó những đóng góp thầm lặng của ông việc phát triển nền âm nhạc thế giới. Từ vị trí là người tiên phong cho sự phát triển của dòng nhạc điện tử, cho tới việc là người đưa những âm thanh thân thuộc nhất của đời sống và âm nhạc. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết của tác giả Minh HD được đăng tải trên website của Spyroom nhé. Cái trải nghiệm ấy, nó sẽ không có giá trị gì nếu như mình không có khả năng tinh lọc đúc rút nó. Sẽ có người inbox cho anh bảo tại sao ông lại để cho một cái bài nó vô cùng sai này tồn tại trong cộng đồng. Bởi vì cái việc mà một người nói sai đấy là quyền của họ. Không phải bởi vì họ nói sai mà mình cấm cái quyền phát ngôn của họ. Tức em nói đúng có thể không ai nghe, nhưng anh nói sai xong bị cả cộng đồng vào chửi. Cái bài học đấy nó lớn hơn rất là nhiều. Một người sống nguyên tắc chỉ là một cái từ để mô tả về một người mà sống có mục tiêu rõ ràng. Khi mình có mục tiêu rõ ràng thì mình sẽ có nguyên tắc thôi. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Tiểu sử. Sakamoto Ryuichi sinh ngày 17 tháng 1 năm 1952 tại Tokyo. Ông không có xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha mẹ ông chỉ đơn thuần là những người rất thích nghe nhạc, đặc biệt là nhạc cổ điển của nhà soạn nhạc danh tiếng Claude Debussy, một nhân vật rất có ảnh hưởng tới ông Ryuichi sau này. Cũng một phần vì vậy mà ông đã bắt đầu làm quen với chiếc piano ngay chỉ khi vừa mới chập chững biết đi. Tới 3 tuổi thì chính thức học chơi nhạc. Niềm đam mê với âm nhạc vẫn theo Ryuichi cho tới khi ông học hết trung học. Năm 18 tuổi, ông theo học tại Học viện Âm nhạc Nghệ thuật Tokyo. Tại đây, ông lấy được bằng cử nhân môn sáng tác âm nhạc và bằng thạc sĩ khoa học xã hội. Ông tập trung theo ngành âm nhạc dân tộc với ý định trở thành một nhà nghiên cứu trong ngành này. Do ông rất có hứng thú với nhiều nền âm nhạc truyền thống trên thế giới, đặc biệt là âm nhạc truyền thống Nhật Bản, Ấn Độ và Châu Phi. Những nghiên cứu này phần nào đó đã định hình phong cách âm nhạc của Ryuichi trong tương lai. Trên giảng đường, ông cũng được đào tạo về âm nhạc cổ điển và một suy nghĩ chợt lóe sáng trong đầu. Tại sao không kết hợp các thiết bị âm nhạc điện tử hiện đại sẵn có trên trường vào âm nhạc cổ điển? Vậy là ông đã sử dụng các thiết bị có sẵn để bắt đầu sáng tác ra các tác phẩm mới mang âm hưởng hiện đại nhưng lại có nền tảng âm nhạc truyền thống, và sử dụng nó để khiến cả thế giới choáng ngợp trong suốt 50 năm tiếp theo. Người tiên phong của dòng nhạc điện tử. Như đã nói ở trên, một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn tới Sakamoto là Claude Debussy. Ông mô tả nhạc sĩ người Pháp là một anh hùng đối với bản thân, bày tỏ rằng chính âm nhạc của Debussy đã ảnh hưởng rất lớn tới ông và nền âm nhạc châu Á. Ngoài ra, ông còn có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc của các nghệ sĩ từ cổ điển cho tới hiện đại như Pierre Boulez, Kurt Hank Stockhausen, Julie Ligeti, Kraftwerk, The Beatles và Rolling Stones. Tới năm 1975, ông hợp tác cùng nghệ sĩ Tsuchitori Toshiyuki để phát hành sản phẩm Disappointment Hatemura. Sau đó thì ông có hợp tác cùng với Yukito Takahashi năm 1977. Các sản phẩm này không thành công lắm về mặt doanh số, nhưng nó là cột mốc quan trọng để cả ba người nghệ sĩ tài năng cảm nhận được độ ăn ý khi làm việc cùng nhau. Họ thành lập ban nhạc điện tử Yellow Magic Orchestra, YMO, vào năm 1978 và bắt đầu hành trình chinh phục đại chúng. Ban nhạc phát hành một loạt các album được đón nhận nồng nhiệt bởi đại chúng. Đầu tiên là Technodelic, đánh dấu sự chuyển mình của nhóm nhạc sang thể loại techno, được xem là một trong những album nhạc điện tử kinh điển nhất của thập niên 80. Tiếp đến là Solid State Survivor, album chứa những bản nhạc thành công nhất của nhóm như Behind the Mask và Redeem. Đây cũng là một trong những album nhạc điện tử đầu tiên được phát hành trên thị trường quốc tế
Tiếp nối sau đó là các album trong thời kỳ đỉnh cao của nhóm, gây dựng tiếng vang vô cùng lớn cho YMO, bao gồm BGM, Naughty Boys và Service. Doanh số bán đĩa của nhóm chưa bao giờ được công bố chính thức. Tuy nhiên, YMO tới nay vẫn được người dân Nhật Bản xem là một trong những ban nhạc thành công nhất lịch sử âm nhạc Nhật Bản, đặc biệt là trong thập niên 80. Các album của nhóm đã bán được hàng triệu bản và tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của thể loại âm nhạc điện tử và nhạc pop, thậm chí vượt ra ngoài lãnh thổ đất nước mặt trời mọc. Thể loại nhạc điện tử bắt đầu được phổ biến rộng rãi trong đại chúng, đặc biệt như electropop, technopop, synthpop, cyberpunk, ambient house hay electronica. Với cương vị là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của thể loại nhạc điện tử, theo như tạp chí On Music và các bài viết trên tờ The Rolling Stone đăng tải năm 2019, rất nhiều các nghệ sĩ sau này đã chịu sự ảnh hưởng từ âm nhạc của YMO, có thể kể đến như A-ha, Daft Punk, Radiohead, Björk hay LCD Sound System. Sakamoto trong khoảng thời gian này là nhạc sĩ và cũng là nhà soạn nhạc chính cho một số bài hát nổi tiếng của nhóm, bao gồm Yellow Magic, Technopolis, Nice Age, Ongaku, We've Got To Help Yourself. Ông thậm chí đã hát một số bài trong đó như Kimi ni Munekyun hay Behind the Mask. Nói tới Behind the Mask, nó là một hit thành công trên toàn thế giới khi phần nào đó định hình dòng nhạc synthpop trước thời đại. Thậm chí về sau này, bài hát còn được những ca sĩ nổi tiếng phương Tây trình bày lại, trong đó công hoàng nhạc pop Michael Jackson và người ca sĩ tài hoa Eric Clapton. Chưa đủ thỏa mãn với thành công khi là một phần của YMO, ông tiếp tục thử thách bản thân khi thực hiện các sản phẩm solo. Ryuichi phát hành album đầu tiên của bản thân mình, Thousand Knives of Ryuichi Sakamoto, vào giữa năm 1978 với sự giúp đỡ của Hideki Matsutake cho bài hát Thousand Knives. Album này là sự thử nghiệm của Ryuichi với nhiều phong cách khác nhau, ví dụ như Thousand Knives và The End of Asia kết hợp âm nhạc điện tử với âm nhạc truyền thống của Nhật Bản, trong khi Grasshoppers là một khúc dương cầm tối giản. Album được thu sử dụng nhiều loại nhạc cụ điện tử hiện đại vào thời điểm đó, cùng một trình biên soạn âm thanh lập trình bởi Matsutake. Một phiên bản khác của bài hát Thousand Knives cũng được phát hành. Các album solo tiếp theo của Sakamoto Ryuichi cũng tiếp tục giữ đúng với tinh thần của sản phẩm đầu tiên, tiếp tục là đầu tàu cho các nhánh khác nhau thuộc thể loại nhạc điện tử. Album B2 Unit ra mắt năm 1980 có bao gồm sản phẩm Riot in Galos, được coi là một trong những sản phẩm nhạc đầu tiên thuộc thể loại electro-funk. Một vài nghệ sĩ electro và hip-hop thời kỳ đầu như Afrika Bambaataa và Curtis Mantronic đều nhận định rằng mình đã được truyền cảm hứng rất lớn từ album này. Sự ra mắt của Riot in Galos cũng lọt vào danh sách 50 sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới sự phát triển của nhạc dance. Cũng tương tự như vậy, theo nhận định của tạp chí Fact, bản nhạc Differencia sử dụng những nhịp bass thing dồn dập đặc trưng của dòng nhạc jungle. Thậm chí, dòng nhạc này tận gần một thập kỷ sau mới thịnh hành trong các club ở Anh. Một vài bài khác cũng tạo nên nền tảng cho sự phát triển của các dòng nhạc IDM, Broken Beat và Industrial Techno. Chưa kể rằng, Sakamoto cũng đã cộng tác cùng một producer người Anh chuyên về dòng nhạc reggae, Dennis Powell, để thực hiện một vài track có sử dụng yếu tố của Afrobeat và Dub Music. Và đó cũng chẳng phải lần cuối cùng ông cộng tác với một nghệ sĩ phương Tây. Liên tục trong vòng 3 năm, từ năm 1980 tới năm 1983, Ryuichi cộng tác với vô số các nghệ sĩ khác nhau cả trong và ngoài nước để tạo ra hàng loạt các sản phẩm khiến đại chúng phải lắc lư theo từng nhịp beat. Trong đó, phải kể tới lần cộng tác cùng David Sylvian để sản xuất Taking Island in Africa hay cùng với Kiyoshiro Imawano để tạo ra Ikinai Root Magic. Bài hát này thậm chí còn đạt top 1 bảng xếp hạng Oricon, cũng là bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nhất của Nhật Bản. Từ đó, đẩy vị thế của Ryuichi Sakamoto lên một tầm cao mới. Nhưng lần cộng tác vào năm 1983 cùng nghệ sĩ nổi tiếng David Bowie mới thực sự đưa tên tuổi của ông lên tầm toàn cầu. Lạ lùng thay, đó lại là soạn nhạc cho phim, một sản phẩm của đạo diễn Nagisa Oshima có tên Merry Christmas, Mr. Lawrence. Đây cũng là một cột mốc quan trọng để đưa ông từ một người tiên phong cho dòng nhạc điện tử trở thành vị vua soạn nhạc phim. Rẽ hướng trở thành ông vua nhạc phim. Trong dự án phim này, Sakamoto đảm nhiệm một vai diễn nhỏ là sĩ quan Yonoi, đồng thời sáng tác các bản nhạc sử dụng trong bộ phim. Bản nhạc chủ đề Forbidden Colors trở thành một cú hit lớn. Bài hát là sự kết hợp hài hòa giữa hai nền âm nhạc phương Đông và phương Tây,
nơi mà tiếng piano du dương được hòa chung với giọng hát đậm chất truyền thống của nghệ sĩ David Sylvian, mang tới cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc vô cùng độc đáo và không kém phần cảm động. Cũng chính sản phẩm này đã khiến bộ phim đoạt được giải thưởng BAFTA cho nhạc phim xuất sắc nhất vào năm 1983. Nhưng thành công này không là gì với thành công 4 năm sau đó cùng tác phẩm kiệt xuất The Last Emperor của đạo diễn Bernardo Bertolucci. Bộ phim dựa vào cuốn tự truyện của Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc, kể lại toàn bộ cuộc đời của ông từ lúc lên ngôi khi còn rất nhỏ cho tới lúc bị giam giữ và phóng thích bởi chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bộ phim được đánh giá là một trong ba bộ phim kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh châu Á. Đối với Sakamoto Ryuichi, ông phải sáng tác những bản nhạc mang đậm ảnh hưởng văn hóa phong kiến của Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng phải có những sự hiện đại đổi mới giống như sự chuyển đổi của quốc gia này từ quyền lực triều đình sang chế độ cộng sản mới, cùng với tác động của sự kiện này lên cuộc sống và tư tưởng của người dân Trung Quốc, và đồng thời kể câu chuyện và tâm tư của Phổ Nghi. Nghe qua có vẻ không hề dễ một chút nào phải không? Ấy vậy mà Sakamoto đã làm được điều không tưởng. Nửa đầu của bản nhạc được cấu thành bởi các nhạc cụ Trung Quốc truyền thống, bao gồm đàn tranh, đàn tam thập lục, đàn nhị, đàn trúc, kèn sen, gong. Cho tới nửa sau, các nhạc cụ phương Tây như bass, guitar, piano, chuông tubula bắt đầu tham gia bản hòa tấu một cách tinh tế, thể hiện sự xoay chuyển của thời đại, nhưng vẫn thấm đẫm nỗi buồn của vị hoàng đế. Bản nhạc này gần như gây sốc cho toàn thế giới, vì không ai có thể ngờ được những âm hưởng rất Trung Hoa lại được soạn bởi một người Nhật Bản, khẳng định hiểu biết sâu rộng của ông về mặt âm nhạc truyền thống. Nhà phê bình âm nhạc John Scoffer từ NPR đã nhận xét rằng Sakamoto là một người Nhật Bản, nhưng ông đã sáng tác nhạc Trung Hoa tốt đến mức đáng ngạc nhiên. Bản nhạc đã giúp Ryuichi Sakamoto cùng David Breen và Kong Su mang về giải thưởng nhạc phim xuất sắc nhất của Viện Hàn Lâm vào năm 1987, cùng với một giải Grammy và một giải quả cầu vàng. Có lẽ đây cũng chính là cột mốc mà đại chúng bắt đầu nhìn nhận ông như một nhà soạn nhạc phim thiên tài. Các tờ báo lớn của Anh Quốc khi đó như The New York Times đặt cho ông cái biệt danh là ông vua nhạc phim, và cái tên đó cũng không hề sai. Ông có khả năng sáng tác nhạc đa dạng thể loại, từ nhạc cổ điển đến nhạc điện tử, phù hợp với nhiều thể loại phim khác nhau. Ngoài ra, hiểu biết sâu rộng về các nền văn hóa âm nhạc truyền thống khiến ông trở thành lựa chọn hàng đầu cho các đạo diễn muốn tạo ra những bản nhạc độc đáo có chất lượng cao cho phim của họ. Số lượng phim điện ảnh và TV series mà ông Ryuichi tham gia soạn nhạc cũng tương đối đồ sộ. Trong đó, có rất nhiều các sản phẩm đạt đến tầm kiệt tác lịch sử nhạc phim. Một vài ví dụ có thể kể tới như sau. Cũng trong năm 1987, ông soạn nhạc cho bộ anime được coi là Count Classic của thể loại khoa học viễn tưởng Oditsu Ochungun, Oneamisu no Tsubasa. Sau đó, ông tiếp tục hợp tác với đạo diễn Bertolucci trong dự án The Little Bertha năm 1993, đạo diễn Oliver Stone trong Will Palm và Love is the Devil, Study for a Portrait of Francis Bacon của John Mabry năm 1998, rồi Snake Eyes của Brian De Palma năm 1998 hay Femmer Fatale năm 2002. Nếu như những cái tên trên hơi lạ lẫm với bạn, thì một vài dự án gần đây của ông có bao gồm bộ phim đem về chiếc tượng Oscar đầu tiên cho nam tài tử Leonardo DiCaprio, The Revenant, hay bộ phim có sự tham gia của Johnny Depp, Mina Mata. Các series cũng không phải ngoại lệ, có thể kể tới Inception, Moscow 1941, Today's Nekomura, thậm chí là tập phim Smith Errands của series phim nổi tiếng Black Mirror. Các dự án trên đều được đánh giá rất cao bởi giới chuyên môn và đại chúng về mảng âm thanh, gặt hái được khá nhiều đề cử và giải thưởng danh giá, bởi chúng đơn giản đã được bảo chứng bởi tài năng không thể tranh cãi của Ryuichi Sakamoto. Ở những năm đầu tiên bắt đầu sự nghiệp tham gia, Ryuichi vẫn luôn được biết tới như là nghệ sĩ tiên phong của nhạc điện tử, hướng tới sự hiện đại trong từng nhịp beat. Nhưng trong vòng 10 năm trở lại đây, phong cách âm nhạc của ông đã dần trở nên nhẹ nhàng và tĩnh lặng hơn. Chậm lại để tận hưởng âm thanh của đời sống. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư họng vào năm 2014, Ryuichi đã phải trải qua một cuộc chiến sinh tử với bệnh tật và nó ảnh hưởng rất lớn tới phong cách của ông. Trong những năm sau đó, âm nhạc của Sakamoto Ryuichi thường mang lại cảm giác yên bình hơn, nhấn mạnh vào các nhạc cụ tự nhiên, kết hợp cùng với những âm thanh vốn có từ đời sống và thiên nhiên hàng ngày để mô tả những tâm tư cảm xúc trầm lắng và sâu sắc.
có thể so sánh Thousand Knives với album Async phát hành năm 2017. Trong khi Thousand Knives là một sản phẩm nổi tiếng với giai điệu sôi động và nhịp độ nhanh, thì album Async lại mang đến một phong cách âm nhạc khác hẳn, chủ yếu là những giai điệu trầm lắng, tĩnh lặng và tràn đầy cảm xúc. Tuy nhiên, cả hai sản phẩm đều thể hiện sự đa dạng và tài năng của Ryuichi Sakamoto trong việc khám phá và sáng tạo âm nhạc. Tôi xin trích dẫn một đoạn trong bài viết của một member thuộc group "Chúng tôi biết, chúng tôi không biết gì" về âm nhạc của Sakamoto. Năm 2017, Sakamoto phát hành album Async, đĩa nhạc đầu tiên ông thực hiện sau khi hồi phục từ căn bệnh ung thư vòm họng, tự vấn câu chuyện đời mình và cũng là của chung loài người, vô định và xù xì, lặng lẽ và chênh vênh, mong manh như sự sống hữu hạn của con người trong khoảng thời gian trải dài vô tận của vũ trụ và ấm áp như buổi chiều Paul Paulus nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết ra đời gần 70 năm trước. Với tiếng đàn piano du dương điển hình và âm nhạc organ như đến từ thánh thần, tôi đã bị sốc bởi âm thanh u sầu choáng ngợp trong bài Andara hay bản L'Apocalypse des Animaux dành riêng cho bộ phim Solaris năm 1972 của Andrei Tarkovsky dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Stanislaw Lem. Bài Life Life với lời ngâm từ David Sylvian trích từ bài thơ cùng tên trên nền âm thanh ma mị của đàn Shaw. Những dòng, giấc mơ, hiện thực, cái chết, hết làn sóng này đến làn sóng khác. Viết trong bài thơ, đề cập đến việc chấp nhận cái chết như một phần cơ bản của sự tồn tại của con người, dù muốn hay không. Nhân loại, giống loài Homo sapiens, phải tuân theo chu kỳ của tự nhiên. Rằng cuộc sống là sự kỳ diệu của những điều kỳ diệu, nhắc nhở chúng ta về giá trị của mỗi cá nhân. Ngày 20 tháng 11 năm 2021, ông thông báo trên trang web chính thức của mình rằng căn bệnh ung thư vòm họng đã thuyên giảm, nhưng lại mắc phải ung thư trực tràng và phải điều trị liên tục, kể cả sau một ca phẫu thuật thành công. Ông viết trong bức thư thông báo: "Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải sống chung với căn bệnh ung thư, nhưng tôi hy vọng rằng mình sẽ được tiếp tục sáng tác thêm một khoảng thời gian nữa." Tới ngày 28 tháng 3 năm 2023, ông Sakamoto Ryuichi qua đời ở tuổi 71 trong sự tiếc thương của gia đình. Phải đến ngày 2 tháng 4, chuyện này mới được công khai trên truyền thông sau khi đám tang của ông đã được tổ chức. Công ty thu âm Avest, nơi mà Ryuichi làm việc, bày tỏ sự ngưỡng mộ và tiếc nuối sau sự ra đi của ông. Ông ấy đã sống với âm nhạc cho tới những giây phút cuối cùng. Nghệ sĩ guitar chuyên nghiệp Johnny Marr gọi ông là một nghệ sĩ thanh lịch và trường tồn với thời gian. Những gì mà vị nghệ sĩ thiên tài để lại cho nền âm nhạc thế giới là vô cùng to lớn. Thậm chí, những gì ông đã sáng tác từ năm 80 của thế kỷ trước vẫn còn được coi là quá hiện đại so với ngày nay. Phần nào đó, ông đã giúp nhân loại có thể thể hiện những thông điệp mà không từ ngữ nào có thể diễn tả thông qua âm nhạc. Như ông đã từng nói, âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại, âm nhạc là ngôn ngữ của trái tim và tâm hồn. Trên đây là toàn bộ nội dung của video. Nếu các bạn thích video lần này, đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spy Room, còn mình là Nam.